Ngày 4 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Israel đã thực hiện một số biện pháp để cải thiện viện trợ cho Gaza, nhưng đến nay vẫn chưa thay đổi đáng kể tình hình tại đây. Thông tin đưa ra khi thời hạn mà Mỹ đặt ra cho Israel để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza đang đến gần. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, kết quả đến nay là chưa đủ tốt, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Israel vẫn còn thời gian. Tuy nhiên, ông từ chối đề cập đến hậu quả mà Israel phải đối mặt nếu không đạt được mục tiêu. Ngoài ra, ông Mueller cho biết Mỹ đã phản đối việc Israel cắt đứt quan hệ với Cơ quan Liên hiệp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA). Trước đó vào ngày 13 tháng 10, chính quyền Mỹ đã gửi thư cho Israel nêu rõ những gì Tel Aviv phải thực hiện trong 30 ngày để cải thiện tình hình nhân đạo tại Gaza. Những yêu cầu này bao gồm cho phép tối thiểu 350 xe tải vào Gaza mỗi ngày, tạm ngừng giao tranh để chuyển hàng cứu trợ và ngừng ra lệnh cho dân thường Palestine sơ tán khi không cần thiết. Nếu không cải thiện được, Israel sẽ phải đối mặt với những hạn chế về diện trợ quân sự từ Mỹ. Đây là cảnh báo mạnh mẽ nhất của Mỹ từ khi cuộc chiến của Israel với Hamas bắt đầu cách đây một năm. Theo UNWA, Israel đã giảm lượng xe tải cứu trợ vào Gaza xuống mức trung bình 30 xe mỗi ngày. Tuy nhiên, phía Israel tuyên bố không áp dụng hạn chế nào như vậy và cho rằng đã có 47 xe vào miền Bắc Gaza chỉ riêng trong ngày 3 tháng 11. Hãng tin Reuters đã xem xét số liệu thống kê của Israel và cho biết lượng hàng viện trợ vào Gaza tháng 10 vẫn ở mức thấp nhất trong một năm trở lại đây.